Em chào tất cả các bác. Hôm nay em sẽ quay video về cái vườn kiếm nho nhỏ của em một chút. Và em chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình đi bắt lăng kiếm xổ số. Ví dụ như các bác nào mà đi mua những cái cây lan kiếm xổ số ấy, thì mình có cần có những yếu tố nào để mà mình mua cái cây đấy nó được là những cái cây mà có thể là mình sẽ đạt được những cái mong muốn của mình. Bởi vì kiếm xổ số ấy, thì mình sẽ nói là kiếm rừng các bác nhá. Mua kiếm xổ số kiếm rừng, chứ các bác mua kiếm công nghiệp ấy thì không có xổ số đâu. Kiếm công nghiệp, kiếm nhân mô gieo hạt ấy thì nó chỉ là những cái cây mà người ta đã lai tạo có cây bố mẹ đàng hoàng. Người ta lai những cái quan trọng khi mà các bác mua ấy. Các bác mua những cái cây kiếm nhân mô công nghiệp ấy thì nếu như mà người ta mà nói đúng tên cây bố mẹ ra ấy thì thường sẽ bán được ít hơn. Nói thật các bác đấy. Còn nói nó những cây hot thì nó sẽ dễ bán. Ví dụ như người ta sẽ nói về Xanh Huế, Phan Chí, Lai, Gieo Hạt rồi thì các thứ thì nó dễ bán. Còn nếu như mà gọi là kiếm xổ số, gieo hạt hay là những cây nhân mô ấy thì thường thì nó đều có mặt hoa chuẩn. Và em cũng nói là các bạn khi mà các bác mua những cây đấy thì thường nó sẽ ra tỷ lệ là ăn ba hoặc semi, bởi vì nó sẽ đập hai cái cây, ví dụ một cây Xanh Huế, một cây Phan Chí, một cây ăn ba, một cây semi, một cây lưỡi hồng, một cây lưỡi trắng ấy, thì cần hoa xanh sạch thì nó sẽ ra một cái cây là lưỡi hồng hoặc lưỡi trắng hoặc là lưỡi hồng mờ hoặc là lưỡi hồng đậm, thì nó tùy, nó sẽ có biến đổi theo cái thể của nó, chứ nó không thể là ra một cây mắm được các bạn. Còn em chia sẻ kinh nghiệm của em là về bắt kiếm rừng nhé. Còn kiếm công nghiệp thì các bác không cần kinh nghiệm, các bác chỉ cần mua nhà vườn là uy tín và người ta nói đúng cái tên, mà người ta đúng cái tên đúng loại cây ấy, thì nó sẽ nở hoa cây con nó gần giống với cây bố mẹ. Còn đây là em chia sẻ về cái cây kiếm rừng, bắt kiếm rừng. Còn kiếm xổ số, ví dụ như Xanh Huế, Phan Chí, Gieo Hạt hay các thứ thì không cần phải mua xổ số, cái đấy mua nó là ăn chắc luôn rồi. Ví dụ như các bác mua cây Xanh Huế gieo hạt thì nó phải ra cái cây chắc chắn là ăn ba, và thân lá nó phải có những cái nét đặc trưng để giống cây bố mẹ của nó, nó giống cây Xanh Huế. Còn cây Phan Chí cũng thế, cây nào cũng thế thôi, thì nó phải có những cái nét đặc trưng cơ bản của cây bố mẹ, chứ nó không thể là một cái cây Xanh Huế lá dựng mà nó ra một cái con lá võng này. Nó sẽ vẫn phải có những cái lá dựng, chứ nó không thể lá lúc nào cũng võng lướt như là mềm như là cái cây kiếm vàng Thái được. Đấy, cái kiếm vàng Thái lá nó thường nó hay mềm, cần hoa dài nhưng mà lá nó mềm các bác. Thì em chia sẻ một chút rồi bắt kiếm rừng các bác nhá. Kiếm rừng thì đây nhà em cơ bản là kiếm đột biến rồi, nhà em đa phần là rừng hết. Ngoài mà mình bắt đột biến ra là mình bắt khuôn bông. Thì đây là những cái kinh nghiệm nhỏ của em. Ví dụ như là mình đi mua những cái khóm kiếm như này, nếu gọi là ở rừng ấy, hoặc là người ta về trồng mà người ta gọi là xổ số, mình không biết ấy. Thì cái tiêu chí đầu tiên để mình bắt đó chính là đột biến, đó chính là mầm xanh sạch, thân mầm xanh sạch các bác nhá. Đây, những cái mầm này là mầm xanh sạch này. Cái này là cây trắng Quảng Ninh, thế nên là nó mầm xanh sạch là đúng rồi, bởi vì nó là cây ăn ba mà mầm nó xanh sạch. Những cái mép lá này 100% là phải sạch, không có một tí ám nào, và phải được tét nắng. Ở trong môi trường nhiều nắng thì nó mới có thể là lên được. Còn nếu như mà anh chị nuôi mát thì cái mầm này nó vẫn nó là cây mắm nhưng mà nó mầm vẫn xanh sạch. Đấy là do là nuôi mát quá các bạn. Thì những cái vườn nào mà có ánh sáng nhiều, đây các bác thấy vườn em nó khá là nắng, thì những cái vườn mà có ánh sáng nhiều mà mầm của nó xanh sạch cái này, nếu như là cây kiếm rừng thì cái tỷ lệ của nó thì em nghĩ là nó, nếu mà kiếm thì tỷ lệ đạt 50-50 là đột biến ấy các bạn. Nó không được ăn ba trắng tinh thì nó sẽ là semi, có nghĩa là cần hoa sạch ấy. Cần hoa sạch và trụ nhụy có thể là trụ nhụy trơn, nhưng cần hoa sạch các bác nhé, cần hoa xanh sạch, xanh vàng sạch. Thì tiêu chí đầu tiên là tiêu chí là thân mầm xanh sạch các bác nhé, quan trọng là mầm xanh sạch là đầu tiên, tiêu chí mầm xanh sạch. Đây là với kiếm Lô Hội, kiếm Tiên Vũ thì cũng như vậy, cũng phải mầm xanh sạch. Đó là cái tiêu chí đầu tiên để mà nói về cái bắt cái kiếm xổ số. Bắt kiếm xổ số là đầu tiên là tiêu chí là thân mầm xanh sạch. Cái thứ hai, sau đến cái thân mầm xanh sạch mà gọi là bắt đột biến ấy, thì chúng ta phải nhìn đến cái lá của nó. Cái lá của nó thì đây, những cái cây kiếm này anh em là những cây kiếm ăn ba, là những cây kiếm mà đột biến. Ví dụ như cái cây này là cây trắng Quảng Ninh này. Chỗ này là lô này lô trắng Quảng Ninh. Lô này lô Tuyết Vân. Thì thường những cái cây mà thân mầm xanh sạch ấy, thì bao giờ cái mặt lá nó sẽ rất là sáng, nó sẽ xanh vàng hoặc xanh đậm. Mặt lá của nó là xanh vàng xanh đậm. Mầm thân mầm đầu tiên nhá, xong đến mặt lá của nó. Mặt lá của nó là xanh vàng xanh đậm.
xanh vàng xanh đậm. Đấy là cái tiêu chí của nó, mặt lá xanh vàng xanh đậm. Thì là nó là cái tiêu chí thứ hai. Và đấy là những cái cây đều phải tết nắng các bác nhá, đều phải tết nắng. Tiêu chí thứ hai là phải mặt lá nó xanh vàng xanh đậm, nó nhiều xanh ấy, nó xanh sáng, sáng bông ấy. Là cái thứ hai. Cái thứ ba, cái thứ ba khi mà đến chi tiết sâu hơn sau cái việc mà từ thân mầm cho đến mặt lá thì nó kế tiếp thì nó là hình dáng. Hình dáng của cái thân cây, ví dụ như cây này, cây phan chí này. Thì các bác phải nhận ra được những cái hình dáng của những cái cây cơ bản và phải nhớ được thì mình mới bắt được. Đây là đang nói về bắt kiếm đột biến nhá. Các bác nhá. Hình dáng ví dụ như cái cây xanh Huế này. Cái xanh Huế này thì nó sẽ, mọi người sẽ có cái đặc trưng của nó là cái dáng lá nó là lá úp thìa này, kiểu như vậy. Đặc trưng. Đặc trưng của lá là lá úp thìa và nó xanh đậm. Xanh đậm. Còn nếu như mà mình mà cây nuôi mát thì thường nó sẽ xanh. Nhưng cái việc mà nó xanh đậm, xanh đậm một cái xanh vàng thì nó là một cái tiêu chí rất là quan trọng. Và cái hình dáng lá của nó, hình dáng lá cơ bản của những cây đột biến. Thì chúng ta, những cái cây chúng ta hay biết là cây xanh Huế này. Đấy. Khi mà thân mầm sạch sạch rồi mà dáng lá như thế này thì chúng ta có thể đánh giá được dáng lá dựng và úp thìa. Đấy, cây xanh Huế chẳng hạn như vậy. Hoặc là như một cái cây nữa, đó chính là cái cây cái phan chí, thì nó là cây cơ bản. Nó là dạng cây cơ bản, lá to. Lá rất là to các bác. Đây là phan chí sần, ngoài này em nuôi phan chí trần, phan chí láng em nuôi ở trong kia. Thì cái đặc trưng của cái thằng phan chí là có nghĩa là cổ lá này rất là nhỏ này. Khúc này rất là nhỏ. Bẹ lá. Bẹ lá chữ V này, ở lên trên nó xòe ngang ra. Xòe ngang. Xòe. Và bản lá của nó xanh đậm, xanh đều. Đều, đều cả cái lá luôn. Và đây đây các bác nhìn cái này các bác biết này. Cái dáng lá của nó là dáng lá cơ bản. Nó là dáng lá cơ bản đấy. Gọi là cơ bản thì nó cũng dễ hiểu. Bởi vì khi mà mình có những cái cơ bản rồi thì mình mới nhìn nhận ra được những cái mà nó không cơ bản. Thì cây của mình nó gần giống như cái cây này thì mình sẽ bắt nó về. Nếu như mà nó là thân mầm sạch sạch. Số số ấy các bác. Số số. Thì đấy là cây Tiên Vũ. Tiên Vũ thì còn Lô Hội thì nó cũng có những cây cơ bản như kiểu cây vàng ích bầu Hải Phòng này. Là một trong những cây rất cơ bản. Thân lá của nó là các bác nhìn là biết là nó rất là xanh vàng. Xanh vàng. Và cái cây vàng ích bầu Hải Phòng thì nó hoa vàng, thường những cây mà lá vàng thì hoa nó sẽ vàng nhiều hơn, còn những cây lá xanh thì hoa nó sẽ trắng nhiều hơn. Và cây vàng ích bầu Hải Phòng này là cây mà thân lá nó là vàng. Còn cái cây Tuyết Ngọc thì thân lá nó xanh. Tuyết Ngọc em nuôi ở trong kia nó xanh hơn, trong này nó xanh hơn. Và cái những cái đặc điểm, ví dụ nhớ đặc điểm chung của nó, và như cái cây vị hoàng chẳng như thế, thì thường những cái mầm của nó bao giờ nó cũng sẽ là mầm của nó bao giờ của nó sẽ là mầm xanh sạch. Ra cần hoa nó mới xanh sạch được, cần mầm tím thì không thể hoa xanh sạch được. Đấy, cần mầm này của nó là nâu thì nó sẽ ra nâu là mắm. Còn những cái cây như là những cái cây Lô Hội lá to ấy, Lô Hội lá to ví dụ như kiểu là Minh Tuyết ấy. Minh Tuyết thì nó lại kiểu khác. Nó lại thân lá như của Tiên Vũ, thì chúng ta phải phân biệt giữa cái thằng Tiên Vũ và cái thằng Phan Chí thì nó khó hơn. Thì cái thằng Tiên Vũ và cái thằng Lô Hội, thì cái thằng Minh Tuyết này thì nó hơi giống cái thằng Tiên Vũ nên nó hơi khó. Thì chúng ta cứ nhìn những cái cây cơ bản trước, những cây cơ bản như kiểu là Tuyết Ngọc hay là Vàng Ánh Bầu ấy, thì mình sẽ đánh giá được những cái giá trị của nó. Và khi mà chúng ta bắt những cái cây cây đột biến ấy, cây đột biến thường thì nó chủ yếu phụ thuộc vào thân mầm và màu sắc, sắc tố lá. Như những cái cây vị hoàng Thủy Trơn này thì lá nó cũng xanh, mầm xanh sạch, thân lá xanh đậm. Và cây rừng thì thường thì nó là rừng Việt Nam thường lá dạng cây vị hoàng là úp thìa nhiều. Còn cái cây cánh bầu, cây cánh bầu thì thường chúng ta sẽ bắt nó là, để em ra cái cây, chắc ra cái cây nào nhỉ, đây cái đi xuống cái cánh bầu này đi. Đi xuống cái cây cánh bầu Hưng Yên đi. Cái cánh bầu Hưng Yên ở dưới này thì nó cũng là một dạng bắt cánh bầu các bác nhé. Đi bắt cánh bầu. Còn đấy là bắt ăn ba rồi. Bắt ăn ba, bắt semi, bắt đột biến. Cánh bầu thì bao giờ chúng ta cũng phải bắt bắt mắm. Số số thì mình gọi là bắt mắm các bác nhé. Bắt mắm thì là bắt mắm này. Bắt mắm thì là thân mầm nó là luôn là tím rồi. Thì chúng ta nhìn cái đấy biết ngay. Những cái mép lá nó tím. Mép lá tím các bác nhé. Mép lá tím này. Là của cây mắm.
Sau đó thì những cái cây mắm ấy, thường chúng ta mà bắt ấy, thường phải bắt những cái cây mà lá nó to. Lá nó to này. Lá to rụt rịt bầu. Và ở dưới này nó nhỏ này. Ở dưới này cảm giác nó nhỏ. Lên trên nó to bành ngang ra. To bành ngang ra thì nó là dạng cánh bầu. Thì nó cánh hoa của nó cũng dạng thế, ở trong này nó nhỏ. Và ở giữa nó bầu to hơn, đuôi lá nó nhỏ, nhọn lên. Thì cánh bầu thì nó cũng dạng cánh đó. Thì thường chúng ta cứ bắt những cái cây lá mà bầu tròn dạng như cánh hoa này thì là cái tỷ lệ mà được cái cánh bầu nó nhiều hơn. Và có một cái là nó phải là cái cây mà ở trong chế độ bình thường ấy. Có nghĩa là nuôi dưới cái mái lưới khoảng tầm độ cắt đi khoảng 70% nắng thì nó mới lá bình thường. Còn nếu như mà cây có những cây lá nó cũng rất là bầu tròn như này. Lá bầu tròn như này nhưng mà nó nuôi quá nắng. Có nghĩa là nắng to ấy, nắng tầm 90% ấy. Nắng rất nhiều thì là cái lá thì nó cũng ngắn to này. Nhưng mà hoa thì nó không bầu. Còn thường thì những cái cây mà những cái cây mà lá nó bầu ấy, lá nó bầu có nghĩa là lá ở dưới này nhỏ này. Chỗ này bầu to hơn, bầu to hơn. Đấy, bầu tròn như kiểu là cái kiếm phan trí, nó là cây cơ bản. Và cái cánh bầu nghiền này em thấy cánh rất bầu. Đấy, và anh chị lựa những cái cây nào mà thân thủ nó to dài thì cần hoa nó mới dài. Cần hoa của nó thì luôn là tỷ lệ, thường thì sẽ là tỷ lệ thuận với lá. Ít cái cây nào mà lá nó dài mà hoa nó ngắn lắm. Thường nó sẽ là lá dài hoa dài, lá ngắn hoa ngắn, thường là thế. Nhưng nó có một số cây là lá ngắn hoa dài. Nhưng mà lá dài hoa ngắn cũng có. Nhưng mà chúng ta nên bắt những cái cây nào mà nó thân lá nó to như này. Thân lá nó to và nó dạng lá bầu. Đấy. Lá này nó bầu giữa nó phình to. Cứ bắt những cái cây lá bầu giữa phình to này. Và cái cổ này nhỏ, phình to lên, đuôi nhọn lên. Đấy, thì là nó cái đầu mép lá này nó cũng phải là to nhé. Có nghĩa là không phải nhọn hoắt đâu. Không phải nhọn hoắt thì mới được. Và cái củ của nó, cái củ của nó là cái củ, cái loại nào các bác cứ mua những cái loại nào mà củ nó phình ấy, củ nó phình cái chiều ngang này này. Đấy, phình chứ không phải chiều này nhá. Chiều này này. Đấy, nó tròn củ ấy chứ không phải là to cái chiều ngang này mà là cái chiều tròn củ này. Đấy, nó phình to ra tròn củ thì cái tỷ lệ nó sẽ được cánh bầu nhiều hơn. Thì chúc các bác ở nhà tìm hiểu các loại lan và giữ sức khỏe. Sau này đỡ dịch thì chúng ta có thể đi sưu tầm những cái cây sổ số. Đấy gọi là sổ số thực sự. Còn nếu như những cái cây mà công nghiệp hoặc là cây gieo hạt, cây lai thì không sổ số đâu các bác. Nó chỉ là cây nào mà các bác mua được đúng của cái người mà người ta nói đúng tên bố mẹ thì là các bác sẽ mua được đúng thôi. Còn các bác mà mua của những cái người mà người ta không uy tín ý, thì người ta sẽ những cây nó gần như là không phải. Nó là cây thái hết. Cây thái ăn ba, nó hai cây ăn ba nó đập vào nhau thì nó sẽ thành ăn ba. Có mỗi được semi là nó khó thôi. Còn hai cái cây vàng lưỡi trắng nó đập vào nhau thì nó vẫn là vàng lưỡi trắng. Ví dụ như kiểu xanh Huế chẳng thế. Thì các bác mua những cây xanh Huế mà nó gieo hạt hay là nhân mô thì cũng nên hạn chế. Bởi vì thực ra thì cái cây đấy thân lá thì lại ra nó không giống. Và người bán thì nhầm lẫn rất là nhiều. Người bán thì nhiều khi là người ta chả biết gì, nhưng người ta cứ mua cái cây thái gieo hạt về, người ta bảo Huế gieo hạt thì các bác cũng không được biết được. Thì cái đấy là cái các bác cần chú ý các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau. Em chào tất cả các bác. Chúc các bác mạnh khỏe.